Bành, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa hạt Vinamilk 9 hạt được đầu bếp top 1% thế giới chấm giải tuyệt đối về vị ngon. Thật ra bài này là chị đã khóc ngay từ cái lúc mà nhận bài rồi. Cứ tập ở nhà đến cái câu cuối cùng là chị cứ khóc rồi. Mà chị nói là cố gắng lên đây, đừng để khóc để nó ảnh hưởng vào bài. Ngay từ lúc nãy, lúc mà Thành giới thiệu là chị đã không chịu nổi rồi. Hay quá. Our Song, bài hát của chúng ta, 21 giờ 45 phút Chủ nhật hàng tuần, phát sóng toàn cầu trên Vion. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Ok, thêm một lần nữa. Đánh cuối đúng không? Đánh cuối. Em chào bố. Em chào anh. Hello chị. Hai gà. Bọn em đến với chị đây. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Mệt không chị? Mọi người vào đây ngồi. Không mệt mà căng thẳng. Căng thẳng. Bảo mà mình đang đấu với team chị Thu Minh nữa. Em thấy cũng căng á. Cố lên, cố lên. Chúng mình cứ bồi dưỡng tí đi. Bồi dưỡng nhá. Vâng ạ. Đứa trẻ đến đây khát nước quá chị ạ. Xanh, em xin chị. Bài của nhà mình là tango là... đó. Được. Đánh hải bia thấy... nhảy. Đâu thử. Cho em nghĩ là để xóa tan những kiểu âu lo và làm sao mà mình anh chị em mình thoải mái lên để chúng ta cùng chơi một trò chơi gì. Trong đây sẽ là những style nhạc và mình sẽ phải hát một câu trong ca khúc Đại Minh Tinh. Theo cái style nhạc đó. Đàn ông phải đi trước, mạo hiểm phải đi trước. Đàn ông mạo hiểm đi trước. Người ta ga lăng, người ta đi đúng trước. Đúng rồi, ok. Hai câu nha, người ta thường nhắc. Qua cái gì ta? Cải lương. Cải lương. Xong. Ok. Người ta thường nhắc tên em như Đại Minh Tinh. Yeah! mà sao chẳng níu tên tay em. Tay giữ được một môi tình. Em đúng rồi. Em nghĩ chờ các nghi ngại rồi cũng là thua đấy. Em lại không được. Chị thần. Và em hết rồi chị ơi. Em hết. Chị cho em xin chị còn không? Chị còn không? Sao giờ siêu thế? Hết sạch chứ gì. Muốn nghe chị Ngọc Anh hát cải lương. Người ta thường nhắc tên em như Đại Minh Tinh, mà sao chẳng níu tay giữ được mối tình. Okay. Đâu đánh đúng rồi. Rap. Có thế nhỉ? Ôi. Người ta thường nhắc tên em như Đại Minh Tinh. Yeah. Và sao chẳng như tay giữ được một tấm mối tình. Ôi, còn phải DJ nữa. Rap xong còn phải thêm người DJ. Rap cái sound này nó hơi kỳ. Miễn là sao chị đừng beatbox nữa. Rồi. Tổng kết lại. Ghê lại là có vẻ là có giải trí một tí đấy. Yeah. Đỡ căng thẳng đấy. Ok, bây giờ dinh dưỡng đã được nạp rồi. Tinh thần cũng được nạp rồi. Mọi thứ cũng đã chuẩn bị rồi. Mình thoải mái để chuẩn bị cho ngày mai. Nói chung là bây giờ là thoải mái, vui là chính. Chiến thắng là chủ yếu. Yeah. Yeah. Tìm bao dung quyết chiến. Yeah.
hào quang đang chiếu sáng, em vẫn đẹp ngỡ ngàng, xung quanh là bao yêu dấu vô vàng. Và sân khấu là nhà, sẽ mãi luôn là nhà. Một tràng pháo tay cho Hoàng Hải và Ngọc Anh. Ca khúc Đại Minh Tương của quý vị. Yeah. Thế bài này là chị đã khóc ngay từ cái lúc mà nhận bài rồi. Cứ tập ở nhà đến cái câu cuối cùng là chị cứ khóc rồi. Mà chị nói là cố gắng lên đây, đừng để khóc để nó ảnh hưởng vào bài. Ngay từ lúc nãy, lúc mà Thành giới thiệu là chị đã không chịu nổi rồi. Hay quá. Đây là lần đầu tiên mà chúng ta nghe Đại Minh Tinh được hát trên một cái version là song ca nhá. Thực ra rất là khó để chia cái quãng cho hai người, là tại vì nếu mà nam đủ thì nữ sẽ thiếu, còn nữ đủ thì nam sẽ với. Nhưng mà may mắn là chúng ta có một giọng quá nỗ lực như Hoàng Hải thì đã đu lên tới đọt cây, đoạn cuối còn lên cao trào và cái cách phối rất là sang trọng và cổ điển trên nền nhạc tango. Khắc Hưng tạo ra một cái tấm áo mới cho bài hát này, nó rất là kịch tính. Nó có nhiều những cái đoạn cao trào, trầm lắng, tạo ra cái nét tương phản. Đối với chị là bài hát hôm nay hoàn hảo và là một bài hát để đời. Thành phải nói thật luôn là chị Ngọc Anh là đáng lẽ là phải có mặt ở Việt Nam sớm hơn để tham gia nhiều những chương trình dạng như thế này hơn. Đây là một người với Trấn Thành là cực kỳ tài năng, là một nghệ sĩ sống cực kỳ cảm xúc. Hy vọng là có những cái sân chơi thích hợp với cái cơ địa của chị để chị có thể show ra cho mọi người những tài năng tiềm ẩn bên trong của chị mà chị đã ấp ủ quá lâu rồi. Nhân vật này phải được công nhận thưa quý vị. Yeah. Mong là chưa muộn phải không ạ? Thanks for coming. Cảm ơn chị đã đến với bài hát của chúng ta. Đúng là vào cái vòng này là cái vòng đầu tiên để loại, cho nên là mấy chị em rất là chột dạ chứ, cũng sợ chứ. Cho nên là tập căng thẳng, dùng chữ căng thẳng nó cũng rất là đúng đấy. Nhìn Hoàng Hải thương lắm, bởi vì có bao giờ nó nhảy đâu. Đến cái vòng này rồi, một là nhảy, hai là đi về. Và nếu như các bạn yêu thích bài hát này, bấm ngay số 1 cho tôi. Yeah, mọi người cho gọi là cặp song ca trẻ được nhìn thấy tất cả tình yêu của mọi người được không ạ? À? Yeah. Rồi. Bây giờ là số 1 của Hoàng Hải bắt đầu. Hoàng Hải. Nếu được vào vòng trong, Hoàng Hải sẽ muốn nhảy điều gì? Số 1 Hoàng Hải. Em phải chưa biết. Hứa đi. Chưa nghĩ ra, chị xui em nhảy cái gì đi. Chị muốn nhìn thấy em nhảy hip hop. Vòng sau tôi muốn thấy Hoàng Hải với Ngọc Anh nhảy hip hop nha. Ok luôn. Ok luôn. Ngọc Anh. Thẻ VPBank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ.